Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn 5 nhóm người tuyệt đối không nên ăn bưởi nhé. Bưởi là một loại trái cây thuộc họ cam quýt cận nhiệt đới với tính chất mọng nước và chứa nhiều vitamin C, vitamin B6, kali, magie và chất xơ, rất có lợi cho cơ thể. Ngoài cung cấp nước và dinh dưỡng cho cơ thể, bưởi còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe như tăng cường hệ miễn dịch, tốt cho tiêu hóa, điều hòa huyết áp, hay là trẻ là dạ hóa làn da, hỗ trợ giảm cân hiệu quả. Dù bưởi rất tốt cho cơ thể nhưng năm nhóm người sau đây không nên ăn bưởi nếu không muốn sức khỏe của chúng ta bị xuống dốc. Thứ nhất là người có hệ tiêu hóa kém. Với đặc tính giàu chất xơ và nước nên bưởi có thể làm cho nhu động đường tiêu hóa diễn ra nhanh, gây ra các hiện tượng đau bụng, tiêu chảy sau khi ăn bưởi. Chất xơ và vitamin C trong trái bưởi cũng khiến cho những người đang bị bệnh rối loạn tiêu hóa thêm trầm trọng. Vì thế với những người có hệ tiêu hóa kém, tốt nhất là ăn ít hoặc không nên ăn. Hai là người bị bệnh thận. Người bị suy thận không nên ăn bưởi. Bưởi chứa nhiều kali nên khi ăn bưởi sẽ khiến lượng kali trong cơ thể tăng nhanh, gây áp lực lên thận, làm nguy hiểm thêm tình trạng suy giảm chức năng của thận. Đặc biệt khi thận yếu hoặc bệnh thận đã nặng, cơ thể không thể đào thải được kali nên ăn thêm bưởi có thể gây ra tim mạch đập nhanh, rối loạn đa chức năng, thậm chí là gây ra tử vong. Thứ ba là người bị bệnh dạ dày, tá tràng, viêm tụy. Trong trái bưởi chứa hàm lượng lớn chất xơ và vitamin C nên những người bị viêm loét dạ dày, tá tràng hay viêm tuyến tụy tuyệt đối không nên ăn, bởi vì các thành phần trong bưởi sau khi hấp thụ vào dạ dày sẽ làm tăng axit trong dạ dày, gây chứng ợ lóng và khiến tình trạng viêm loét thêm trầm trọng, nhất là các loại bưởi chua nhé. Thứ tư là người đói. Trong bưởi chứa một lượng axit tự nhiên rất là lớn, khi bạn đói mà ăn hoặc uống nước bưởi sẽ làm hại dạ dày của bạn, khiến dạ dày bị tổn thương, cồn cào, khó chịu trong người. Do đó bạn nên nhớ chỉ nên ăn bưởi sau khi đã ăn no. Khi đó bưởi sẽ phát huy được tác dụng cải thiện tiêu hóa và hạn chế việc tăng cholesterol trong máu của cơ thể. Năm là người đang dùng thuốc. Trong trái bưởi chứa một thành phần khi mà kết hợp với một số loại thuốc kháng sinh sẽ tạo ra phản ứng rất là nguy hiểm, thậm chí có thể nguy hiểm đến tính mạng. Vì vậy chuyên gia y tế khuyến cáo tuyệt đối không nên ăn bưởi khi đang dùng 6 loại thuốc sau. Đó là thuốc hạ huyết áp, thuốc an thần, thuốc ngủ, thuốc chống loạn nhịp tim, thuốc ức chế miễn dịch, thuốc chống động kinh. Ngoài ra, từng ghi nhận có một trường hợp bệnh nhân trong thời kỳ sử dụng thuốc chống dị ứng đã bị ngộ độc vì ăn bưởi hoặc uống nước ép bưởi. Cụ thể như là triệu chứng này thì nhẹ thì bị đau đầu, tim đập mạnh, loạn nhịp tim, còn nếu mà nghiêm trọng có thể dẫn đến đột tử ấy. Vì vậy tốt nhất khi đang uống thuốc chữa bệnh, bạn hãy hỏi ý kiến bác sĩ, dược sĩ để sử dụng loại trái cây này cho nó đúng nhé, để không bị gây ngộ độc cho cơ thể. Và đây là những chia sẻ của mình về trái bưởi. Bây giờ mình sẽ dừng cái clip này ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của mình.